Hello các bác, đây là một trong những cái món mà hay được làm ở trong Hưng Khỗ nhà em cua. Thường thường là hay làm là cứ một đĩa là ba con cắt đôi ra. Bình thường hay làm cua hoặc là ghẹ, những cái con nó đều như thế này. Mà dây to lắm các bác ạ. Thêm một món nữa, tôm sú các bác ơi. To chưa? Tôm con tươi xanh luôn các bác ạ. Vừa cho ngâm lạnh để lát luộc. Tiếp nhá, thêm một món nữa mà hay làm ở trong phòng. Đây các bác ơi, con ngán còn chưa rửa. Cái này làm cái ba cái món mà hay được dùng, hay được làm ở trong mâm cỗ ở nhà em để hán ấy. Món này tùy từng hôm, tùy từng đợt đấy. Có đợt mình không có thì mua đâu. Con nó nhỏ chứ nó không to như này đâu. Ngán này, cua này, cua đang ngâm lạnh để chuẩn bị luộc nè. Và tôm sú, có đợt làm tôm sú, có đợt là làm bằng tôm tôm nuôi, tôm thẻ nuôi nhưng mà dòng to đây các bạn. Tôm sú rất là to.